quán bất tịnh. Phép quán này thành tựu thì hốt nhiên thấy rõ được sự ô uế trong tinh huyết của kẻ nam người nữ, chính là pháp quán phương tiện để đối trị vượt qua cửa ải dâm dục. Mọi sự khổ não trong thế gian đều khởi sinh từ ái dục. Tâm tham ái nếu không thể dứt trừ thì khi đối diện với sắc dục, ắt phải hồn siêu phách tán. Nước ái luyến như từ trong xương trĩ chảy ra mãi, lửa tham dục như từ trong đôi mắt cháy phừng lên dữ dội. Tâm hùng hổ, ý bừng bừng, không việc gì không dám làm, khiến cho nghiệp ác càng thêm nặng, tội chướng càng thêm sâu. Lúc bình thường luôn quan tâm đến lễ nghĩa, giữ gìn danh thơm tiếng tốt, đến lúc đối diện với sắc dục, chỉ trong chốc lát, đã không còn màng đến chuyện liêm sỉ. Khi ấy, dù quỷ thần cũng không nể sợ, huống chi những chuyện danh tiếng, lễ giáo, sao có thể ràng buộc được. Mênh mang trong cõi đời ô trược, tù ngục giam cầm ngày một nhiều hơn. Những lời răn dạy ân cần thương xót của các bậc thánh hiền, chỉ sợ rằng không còn chút tác dụng nào. May mắn thay, vẫn còn có giáo pháp của Đức Như Lai, rộng mở pháp môn diệt trừ tham dục, như mưa cam lộ, tưới mát xuống cõi trần, giúp người dùng phép quán bất tịnh có thể khiến cho lửa dục hóa thành băng giá. Khi ấy, dù có tiên nữ giáng trần, cũng chỉ xem như kẻ ăn mày cùi hủi gớm ghiếc. Huống chi là những phụ nữ phàm tục chốn thế gian, vốn chỉ là một cái túi da bọc xương thịt. Không cần phải luận bàn về nhân quả, cũng không cần đặt ra hình luật nghiêm khắc. Chỉ quán chiếu, thấy hết được những điều ô uế nhơ nhớp, thì con ma dâm dục sẽ không còn dám đấu tranh cùng ta nữa. Phép quán này được thành tựu sẽ nhổ bật tận gốc rễ dâm dục ái luyến. Tôi từ nhiều năm về trước vẫn thường bị ái dục khống chế, cũng tương tự như lòng dục của ma đăng già khi gặp A Nan. Mặc dù đã thử qua nhiều phương pháp để chế ngự tham dục, nhưng mỗi khi gặp hoàn cảnh cám dỗ thì lòng dục lại khởi lên như trước. Kể từ sau khi tu tập thực hành phép quán bất tịnh này thì tâm niệm ái dục tự nhiên tan biến, lòng được nhẹ nhàng. Nay nhờ đó được đôi chút tỉnh ngộ, xin cung kính lễ bái đấng đại từ tôn, phát thệ nguyện trong đời vị lai sẽ trừ sạch hết quân ma, phân thân hóa hiện nơi vô số cõi thế giới để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tôi có vị thầy là tiên sinh Trương Băng Am, thường ân cần dạy dỗ răn nhắc, nhiều lần nói với tôi rằng việc tu tập phép quán bất tịnh này cũng giống như học nghề làm bếp. Khi học thành nghề rồi, lúc xẻ thịt trâu, không nhìn thấy toàn thân con trâu nữa, mà chỉ thấy đó là những bộ phận riêng rẽ hợp thành. Dùng một con dao mổ trâu qua 19 năm vẫn còn sắc bén như vừa mới mài. Nay thanh kiếm trừ ma của tôi, qua trăm lần tôi luyện, đã hóa thành vàng, chém sạch hết những con quỷ hiện hình dung xinh đẹp mỹ miều. Bởi trong mắt không còn nhìn thấy những thân thể xinh đẹp hoàn hảo, mà chỉ thấy đó là những túi da bọc chứa xương thịt, máu mủ. Nên cho dù có ngồi cạnh mỹ nữ đẹp như Tây Thi, cũng chỉ thấy những xương thịt, gân cốt, 36 thứ uế tạp như đờm dải, phẫn uế, lông tóc, móng tay, vân vân. Do đó, cũng không cần phải ngưỡng mộ, học theo triển cầm xưa kia, ngồi cạnh nữ nhân mà tâm không rối loạn. Chỉ cần theo phép quán này, ắt dập tắt được trong tâm không còn ham muốn. Nay tôi viết ra đây những lời thô thiển, không văn hoa mỹ lệ, chỉ nhằm nêu rõ được ý nghĩa tu tập, để người xem qua liền có thể thực hành theo, thực hành được rồi lại tiếp nối truyền đạt cho người khác, khiến cho ai ai cũng đều có thể vĩnh viễn dứt trừ, làm khô kiệt con sông ái dục. Nguyện cho bánh xe chánh pháp thường chuyển động lưu hành,
khiến cho cõi đời uế trược dần trở nên thanh tịnh, trang nghiêm như cõi Phật. Phần thứ nhất, quán xét chung hình thể nam nữ. 1. Nếu tĩnh tâm quán chiếu, có thể thấy rằng hết thảy kẻ nam người nữ ở thế gian đều do tình dục mà sinh ra. Đó là nguồn gốc sinh ra không trong sạch. 2. Bào thai con người vốn do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà sinh ra. Đó là cách thọ sinh không trong sạch. 3. Bào thai ở trong bụng mẹ, nằm bên dưới sinh tạng, bên trên thuộc tạng. Đó là chỗ ở không trong sạch. 4. Lúc ở trong bào thai, chỉ duy nhất sống bằng máu huyết của mẹ. Đó là nguồn thức ăn không trong sạch. 5. Ở trong thai đủ 10 tháng rồi, từ cửa mình người mẹ mà sinh ra. Đó là vừa sinh ra đã không trong sạch. 6. Sinh ra rồi lớn lên, trong thân thể chứa đầy máu mủ. Chính lỗ trên thân thường chảy ra những thứ nước dơ nhớp. Đó là toàn thân đều không trong sạch. Phần thứ hai, bộ sinh dục nữ không trong sạch. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni chép rằng, Phật bảo A Nan, nên biết rằng trong cơ thể người phụ nữ có 5 nhóm trùng mà người đàn ông không có. 5 nhóm trùng này cư trú trong âm đạo của phụ nữ. Mỗi nhóm có 80 loại, cả hai đầu con trùng đều có miệng như kim nhọn, như dao sắc. Mỗi khi chúng ăn vào cơ thể thì khiến cho người phụ nữ tinh thần bất an, bực dọc, lại tăng thêm ham muốn tình dục. Phần thứ ba, những ô uế trong bụng người phụ nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói rằng, nếu người tu tập thiền định mà lửa dục bùng phát, đêm ngày tơ tưởng chuyện dâm dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, phải gấp rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quán xét tử cung của người nữ. Tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết. Bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa. Phía trên cong tròn, phía dưới hơi nhọn lại như hình quả lê, gắn vào âm đạo. Bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên tàu lá chuối. Có 80.000 nhóm trùng vây quanh. Mỗi khi người phụ nữ uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch. Các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mủ hôi hám, có màu như máu. Lại có giống trùng cực nhỏ, thường thích thú dạo chơi bên trong tử cung. Sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên mới có chu kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra. Phần thứ tư, những ô uế trong thân người đàn ông. Trong sách trên cũng có đoạn nói rằng, toàn thân người đàn ông có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục. Tất cả đều xuất phát từ mắt, rồi phân tán xuống ruột, cho đến vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng, cùng với các mạch của phổi, tỳ, thận nằm ở hai bên. Thảy đều chứa đầy chất mủ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng, hôi thối không thể đến gần. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chia làm 3 nhánh như đường gân trên tàu lá chuối. Cộng cả thảy có 1.200 đường mạch nhỏ. Trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti, hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng li ti này lại sinh ra các cân sắc trùng, số lượng nhiều đến 78.000, vây quanh thành vòng tròn. Khi mắt người nam vừa nhìn thấy hình sắc gợi dục, tâm tham dục liền khởi lên. Tâm dục vừa khởi lên, 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị khích động. 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng, chảy nước mắt ra. Nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch theo nam căn mà tiết ra ngoài. Phần thứ năm,
sức mạnh của phép quán bất tịnh. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát, thì nên theo học pháp môn quán bất tịnh này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ màu nhiệm. Trước hết, hãy quán tưởng rằng, hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung, cho đến bên trong âm hộ người nữ, cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng, vểnh tai, trợn mắt nôn ra chất mũ tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa an tĩnh, tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu, mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay. Cho đến lúc dù nhắm mắt hay mở mắt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, thì xem như phép quán này được thành tựu, lửa dục tự nhiên dứt hẳn. Khi ấy, cho dù có chư thiên, tiên nữ hiện ra trước mắt, cũng chỉ nhìn thấy như người cùi hủi. Đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh trong khắp cõi dục giới này, cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai cõi trời người, không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt. Nên biết rằng, những người như thế, tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng mạnh mẽ trong cõi người. Cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tại đều không bằng được. Phần thứ 6. Khuyên người phải quyết định tu tập. Kinh Thiền Yếu Ha Dục nói rằng, người muốn tu tập pháp quán bất tịnh phải quán tưởng như người tù bị giam trong ngục. Bốn phía đều có tường vách canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ còn duy nhất một lối thoát ra qua hố xí, không còn đường nào khác. Lại ví như người trúng độc, chỉ duy nhất có một cách là dùng phẫn uế mới trị được, không còn cách nào khác. Quán tưởng như thế rồi, thì sẽ quyết tâm tu tập tinh tấn phép quán bất tịnh, vì biết đó là phương pháp duy nhất để diệt dục, là con đường duy nhất để cầu đạo giải thoát. Nam
mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật.